Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi những video clip của bên cửa hàng nhé. Thì tất cả những cái sản phẩm của bên cửa hàng thì khi giới thiệu cho anh em thì đều quay rất là chi tiết cho anh em. Và thường thường thì kênh của tôi sẽ báo giá cho anh em ở cuối video. Vì vậy anh em nào có nhu cầu mua này, có nhu cầu tham khảo này, anh em có thể quay lại ở cuối video. Anh em có thể vào kênh tham khảo những cái sản phẩm của bên cửa hàng. Bên cửa hàng luôn sẵn những cái sản phẩm cho anh em. Thì ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu cho anh những cái dòng đẩy bãi 3 kênh. Và trước màn hình của anh em đây là hai con đẩy hau mang thương hiệu của Mỹ anh em nhé. Với hàng này thì hàng đẹp tuyển chọn cho anh em. Mặt phay nhôm rất là đẹp. Dòng này thì với phân khúc để anh em chia ra đây. Công suất của nó đạt 600W trên 1 kênh ở 8 ohm. Và 3 kênh của nó thì 1800W anh em nhé. Con này thì hiện tại thì đang test nhạc cho anh em ở kênh 1 và kênh 2. Và cái kênh 3 thì để anh em có thể đánh súp. Kênh 3 này thì nó đều sử dụng cho anh em một cái sò là sò Toshiba. Vì tôi nhớ những cái sản phẩm này thì có nhập về được hai cái model cho anh em. Về linh kiện thì mạch thì giống nhau. Còn về kênh full của nó thì một dòng của nó thì sử dụng máy NJW kép nhá. Và cái dòng này thì sử dụng sò Toshiba. Và đặc trưng của những cái dòng sò thì anh em biết rồi, mỗi loại sò thì nó sẽ có một cái đặc trưng riêng của nó. Ví dụ như là sò Toshiba thì nếu ở các giải của AB và mạch class H thì sò Toshiba tiếng bass của nó cũng rất là lực anh em nhé. Và cái sò NJ thì tiếng lại sáng. Nói chung là quan trọng nhất là những chiếc cục đẩy mà nó thương hiệu. Ví dụ như đẩy hau này nó một trong những thương hiệu, cả những dòng loa hau này, vang hau nó rất là thương hiệu rồi. Thì những cái này thì nó chạy bất cứ bằng cái sò gì thì nó cũng rất là hay cho anh em. Và với dòng này thì anh em sử dụng chơi gia đình thì thứ nhất là mặt mũi còn đẹp, thứ hai là cái tiếng của nó thì rất là hay. Với chơi phân khúc gia đình thì dòng 600W đổ về thì anh em đã sử dụng rất là ok rồi đấy. Ví dụ chúng ta chơi sự kiện thì khoảng 800W, ví dụ là những cái quán cà phê sân vườn hoặc là những quán nho nhỏ. Để chúng ta đánh dùng 4 kênh đánh full hết thì chúng ta đánh mỗi kênh chúng ta đánh một quả bát 40 từ 2 con 100 để đánh căng. Còn nếu để chơi gia đình thì anh em có thể ghép rất là nhiều loa, rất nhiều loa. Và với những mẫu đẩy này thì trong cái mùa dịch này thì cửa hàng quyết định giảm giá cho anh em, với giá rất là tốt cho anh em, giá chưa đầy 5 triệu anh em nhé. Và nếu anh em quan tâm thì anh em có thể liên hệ đặt hàng ngay. Và những cái sản phẩm này thì cũng thật sự chia sẻ với anh em, nó bán rất là nhanh. Những cái dòng này thì khi đăng tải cho anh em thì không phải lăn tăn suy nghĩ đâu, không phải giới thiệu nhiều. Dòng này thì nó sử dụng cho anh em 6 tụ 80V đấy. Tụ này tụ của Jun, một trong những hãng tụ rất là cao cấp. Và cái bo xử lý tiền khuếch đại thì anh em biết là nó có cả chế độ cắt dài tần, cắt cốt rất là kỹ như thế này. Và con này thì sử dụng nguồn rời cho anh em, hai kênh full ở bên này. Đều sử dụng mạch class H cho anh em nhé. Nói chung là hàng đẹp, hàng rất đẹp cho anh em. Đấy.
Đây thì quay đằng sau cho anh em nhé. Tem rút này, PC này, đầy đủ hết nhé. Và anh em cắt ở cái dải tần thấp này, cắt xuống cả dải tần những cái dải bát thấp này. Đấy. Nói chung là nó con này thì nó rất là nhiều cái chế độ cho anh em. Đồ hàng đẹp, nó rất là bụi nữa. Này lau qua sạch sẽ đẹp đẽ ngay. Nguồn dài cho anh em, điện 220V. Thì tôi đang đánh cho anh em là đánh với một kênh 1 và kênh 2. Anh em muốn tiếng bass sâu, bass nông thì anh em chỉnh đằng sau. Đấy. Nói chung là những chiếc ủ đẩy nó sử dụng cả giới hạn limiter cho anh em, giới hạn tín hiệu này. Đấy. Anh em bật ở chế độ on. Chung là đẩy hau là đẩy thương hiệu rồi. Anh em cũng không cần phải bàn nhiều về những mẫu này, quan trọng là giá tốt cho anh em mà hàng đẹp thôi. Và cũng không để anh em chờ lâu thì tôi sẽ báo giá cho anh em nhé. Giá những chiếc cục đẩy hao này giảm xả cho anh em trong mùa Covid với giá 4.800.000. Anh em có nhu cầu liên hệ đặt hàng của bên tôi nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi những cái sản phẩm của bên cửa hàng, những cái thiết bị âm thanh, cũng như là nếu anh em mà chưa đăng ký kênh thì anh em bỏ vài giây ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút like nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.